1AMZ bằng 0.0005 euro. Khi các bạn đăng ký thì các bạn nhận được 50 cái đồng AMZ nha các bạn. Alo, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình hướng dẫn cho anh em nhận 50 đồng AMZ nha tất cả các anh em. Thì đầu tiên thì anh em click chiếc phần link mô tả mình và đăng ký một cái tài khoản. Thôi để mình cắt khúc bỏ phần này đi. Đầu tiên phía anh em thì các bạn ghi tên, anh em các bạn ghi họ, bạn ghi số điện thoại thì các bạn nên nhớ nha, các bạn ghi 8 chữ đầu nè. Khoan khoan khoan, bạn bỏ bỏ số không nha các bạn không nên ghi số không nha. Khoan khoan, mình tính chút xíu nha các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi ở đây thì ngày sáng năm sinh các bạn ghi vô. Anh em ghi họ, rồi số điện thoại các bạn ghi 84 bỏ không đầu nữa các bạn. Ngày đây là năm, ngày tháng năm sinh. Còn mail, password, xác nhận password. Rồi cái này thì các bạn chọn quốc gia Việt Nam nữa các bạn. Mình hướng dẫn nhận các bạn 50 cái đồng token này rất là ngon nữa các bạn. Chứ gì đây là cái mạng xã hội của thằng Anh. Rồi các bạn nhấp vô tôi chấp nhận điều khoản và bấm nút sign up. Phần các bạn chờ chút nha. Quá trình yêu email. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn vào mail xác nhận nha các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha các bạn. Video này các bạn kiếm được tiền thì các bạn nhớ chia sẻ cho tất cả các bạn bè khác nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn luôn. Phan. Cái khoản ấy các bạn ơi. Bạn chờ chút nha. 9 tiền 8.0. Rồi đây các bạn. Nó gửi mình về cái mail này các bạn. Đồng AMZ nè. Các bạn vô chỉ cần verify cái này rồi. Vậy là mình có cái tài khoản. Rồi mình hướng dẫn nha các bạn. Một verify nè. Bạn bấm vào nha. Này nè. Rồi các bạn chỉ việc login vào mật khẩu nhập password các bạn. Email anh Nhân Quỳnh. Rồi password các bạn. Đi password mình che lại các bạn ơi. Rồi đây, các bạn gì login nha các bạn. Bạn chờ chút nha. Cái mạng xã hội này rất là ngon, các bạn kiếm được tiền nha các bạn. Các bạn nó sau khi các bạn đăng ký xong cái tài khoản, các bạn được 50.000 cái đồng AMZ này nha các bạn. Nó một đồng AMZ là bằng 0.05 euro, một euro bằng 0.0005 BTC nha các bạn. Rồi các bạn phải làm gì sao nha các bạn. Các bạn vào cái mục hình trang cá nhân ảnh Quỳnh nè, anh Quỳnh nè. Các bạn chờ chút nha. Nè, các bạn bấm vô chữ profile, các bạn chỉnh sửa thông tin của mình lại nha các bạn. Nè các bạn vô đây mà cái này chỉnh sửa password. Còn các bạn qua một bên này nè các bạn. Một cái C nè. Các bạn cài xe cho mình nhìn tính nâng cấp tiền các bạn. Đầu tiên thì sẽ cho các bạn chụp một cái tấm giấy chứng minh nhân dân mặt trước của các bạn lên nha các bạn. Rồi mục thứ hai là các bạn chụp một tấm giấy là tiền điện, thanh toán tiền điện nước hoặc là cái sổ, cái hóa đơn thanh toán ngân hàng các bạn. Để các bạn nữa xác minh nhân tính các bạn gốc tiền mới được các bạn. Rồi. Ê. Không động nút rồi ta. Okay, các bạn xuống đây lấy cái đường link, các bạn copy đường link giới thiệu này các bạn chia sẻ cho bạn bè các bạn. Hiện tại là
một số tiền AMZ này là còn 4 ngày nữa kết thúc là sự kiện nó cho mình, là mình rút tiền được các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia mình cho chúng tôi. Sự kiện này còn 4 ngày và 1 giờ nữa các bạn. Chia sẻ mạng giới thiệu các bạn vô đây tham gia nè các bạn. Các bạn tìm hiểu nha. Nữa các bạn rút qua cái đồng Ugo này nè. Từ cái đồng Amazon này nó mình chuyển về đồng Ugo này nè. Để video hướng dẫn cấp tiền thì mình sẽ làm sao nữa các bạn. Vô đây nè. Thông tin của tôi, giới thiệu của tôi, viết của tôi. Rồi tôi... Rồi các bạn vô tìm hiểu nha. Mọi thắc mắc thông tin gì từ cái site này thì các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha các bạn. Kèo này rất ngon, các bạn chơi vài chuyến đi. Khi các bạn đăng ký một tài khoản nhận 50 đồng AMZ này mà giá trị hiện tại nó rất là có giá trị của đồng bảng Anh nha các bạn. Rất là có giá trị luôn. Khi đăng ký mình tính khoảng sương sương rồi. Khi đăng ký các bạn kiếm khoảng vài chục đô đó. Vậy video mình chào tạm biệt tất cả các anh em nha. Hẹn anh em vào clip tiếp theo. Dịu khuya mình nói chuyện lớn được các bạn.